Pháp y tiết lộ điều bất thường khi khám nghiệm Hạo Nam, không phải chết do ngạt. Tính đến thời điểm hiện tại, đội cứu hộ gồm cảnh sát cứu hộ cứu nạn tỉnh Đồng Tháp, quân khu 9 và nhiều lực lượng đã triển khai gần 100 giờ tìm kiếm và cứu hộ bằng các thiết bị chuyên dụng. Do điều kiện địa chất phức tạp nên công tác cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tối nay trả lời với báo chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bộ đã chính thức xác nhận thông tin bé trai Hạo Nam đã tử vong. Chiều nay dù biết hy vọng mong manh nhưng lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục bơm oxy, mong phép màu sẽ xảy đến. Thế nhưng cuối cùng phép màu đã không diễn ra. Theo phóng viên, thông tin tử vong được đưa ra sau khi lực lượng chức năng trao đổi với cơ quan pháp y và gia đình. Kết luận bé Nam tử vong là kết quả có sự phối hợp liên ngành giữa các đơn vị pháp y, y tế, chính quyền liên ngành cũng như đánh giá hiện trạng tại vị trí bé trai bị tai nạn. Ban đầu tình trạng của bé Nam đã được tiên lượng rất xấu vì tai nạn xảy ra nạn nhân có khả năng bị đa chấn thương, điều kiện là móng cọc bê tông quá sâu không đảm bảo không khí lưu thông, cháu bé còn gặp thời tiết lạnh không được ăn uống. Các cơ quan chuyên môn đã làm các bước thủ tục để xác định bé Nam đã tử vong và sẽ tiến hành công tác pháp y với sự đồng ý của gia đình. Em bé đã tử vong, phải đưa lên bằng mọi cách sớm nhất để lo tang sự, ông Bửu cho biết. Được biết, do tai nạn hy hữu trụ bê tông 35m cắm sâu vào lòng đất, tiết diện nhỏ chỉ 25cm, nên nhân viên cứu hộ rất khó khăn trong việc tìm kiếm, xác định vị trí mắc kẹt của Hạo Nam. Được biết, trước khi thông tin này được công bố, cha của bé Nam đã được đưa vào hiện trường để làm việc với cơ quan chức năng và chỉ huy lực lượng cứu hộ cứu nạn. Về việc chưa rút được trụ bê tông để tiếp cận thi thể nạn nhân, ông Bửu cho hay, do điều kiện địa chất phức tạp, hiện chưa thể khẳng định chính xác thời điểm cứu hộ hoàn thành. Về câu hỏi sẽ khởi tố vụ án, ông Bửu cho biết chính quyền và các lực lượng đang tập trung các biện pháp cứu hộ để giải quyết các khâu tại hiện trường, kết thúc sớm và giải quyết khó khăn cho gia đình. Còn trách nhiệm của cơ quan chuyên môn liên ngành đến sự cố công trình này sẽ được giải quyết phù hợp với quy định của luật pháp. Tối qua, lực lượng cứu hộ đã triển khai song song hai kỹ thuật khoan vuông xoắn và kỹ thuật phá vỡ đất bằng áp lực cao để tạo xoáy làm tan rã đất. Nhưng kỹ thuật này gặp phải tầng địa chất phức tạp nên kết quả chậm. Do đó, lực lượng cứu hộ tạm dừng để ưu tiên triển khai khoan bằng kỹ thuật guồng xoắn bằng mũi khoan có đường kính nhỏ hơn. Đến chiều nay, các đơn vị cứu hộ vẫn đang triển khai các biện pháp khoan guồng xoắn, sau khi hoàn thành xong phần này sẽ rút trụ bê tông. Chính quyền tỉnh Đồng Tháp nhìn nhận, việc thiếu kinh nghiệm hạn chế máy móc, nhân lực khiến công tác cứu hộ nạn nhân gặp khó khăn và kéo dài. Hôm 31 tháng 12, Hạo Nam cùng 3 người bạn vào dự án xây cầu rọc sen ở xã Phú Lợi cách nhà gần 1km nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống ống cọc bê tông rỗng ruột, đường kính 25cm, đã đóng sâu 35m. Nhóm bạn thấy Nam gặp nạn đã chạy đi kêu cứu. Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, nhưng lúc này không còn nghe tiếng Nam kêu cứu. Lực lượng cứu hộ triển khai nhiều phương án như bơm oxy và truyền nước xuống cho nạn nhân. Dùng máy xúc bút quanh trụ bê tông tạo miệng hố rộng để nhổ cọc, nhưng sau 5 ngày vẫn chưa có kết quả.